Đây các bạn nhá, đang ở ở chỗ này là Hương Biển Đồng. Hương Biển Đồng ấy, biển cầu Biển Đông. Cầu Biển Đông này ở Cồn Đen nhá, nó làm rất là đẹp nhá, có một cái gọi là biển vô cực nhá. Đi có cái đường này đi ra ngoài, đi ra biển, có một cái đường đi ra biển rất là Ngoài đẹp. biển ngoài kia sóng mới to chứ anh nhỉ, những cái vàng vàng là sóng to đấy. Rồi, hay đấy nhỉ. Hay nhỉ. Bước lên nẹp à, không nó sập đâu. Nhưng mà còn lâu mới sập được, lâu sập lắm quý khách vui lòng. Được bắt ngao trải nghiệm không được mang về. Được bắt ngao trải nghiệm mà. Chỗ này là cái cồn thôi, còn đi mãi ra kia mới tắm. Đi ra có tắm được không hả bác ơi? Có tắm được không hả bác? Nước đục lắm. À, nước đục à? Vâng. À. Thì về ra đấy xem sóng đẹp lắm. À, xem sóng, sóng to nhỉ? Tắm được, của tôi nó bẩn. Bẩn. Dạ không tắm được bác nhỉ. Vâng, không tắm đục lắm anh ạ. Dạ. Tắm Sóng thì về này tắm vào trong này. sóng to thế nhỉ. Đấy con cứ đi đi. Hay. Bà ơi đi hay lắm bà ơi. Hay lắm. Đây nha, đang cố gắng thuyết phục bà đi sang cái cầu này gọi là cầu ra biển Cồn Đen nhá. Rất là đẹp luôn. Đi cái cầu tre này phải đây này, các cái bậc tre này phải đi đi ở cái bậc trên nha, không bậc cái bậc kia là gãy là tụt rơi nước nhá. Mát lắm. Đợi bố đã nào. Tự nhiên tình cờ đi khám phá được cái bãi biển Cồn Đen này, không ngờ hôm nay là đi Diên Điền, em đi Diên Điền nhưng mà cuối cùng bố con mình đừng đi chung mà còn bố con mình nặng gấp đôi xong rồi nó gãy cái này mà tuột tay rơi điện thoại xuống nước là xong nhá mọi người nhá. Kể cả đi ở dưới này cũng không sao đâu, nó nói thế thôi, cứ đi. Đi bình thường ở trên nhưng ở dưới không sao đâu. Bà đi ra đây. Bước vào đâu cũng được, không sập đâu. Bà nhẹ cân thì bà muốn bước kiểu gì mà bước. Đi bình thường thôi, không sợ, làm sao mà sập được. Nước đấy cạn mà. Đây trẻ con người già ta cũng đi đầy mà. Chắc lắm, nó buộc nó dính vào với nhau mà làm sao mà sợ cái gì đâu. Ra ngoài kia bắt ngao, nó cho bắt ngao miễn phí mà không được đem về. Mẹ nhẹ không bao giờ sợ cả, bà đi thoải mái không bao giờ sợ bị tụt xuống dưới.
đi này thảm gì đi ra đau chân. Nó cái ở đây trong này nó còn có khách sạn, nó còn thuê phòng, nó ngủ này. Cái này nó gọi là biển vô cực, sáng sớm nó ra đây nó đón mặt trời sớm nhất thế này. Tức là kiểu như thế, nó là đón mặt trời đầu tiên ở ngoài này thì nó gọi là biển vô cực.